và đen đồng ý ly hôn với vợ. Cô ta cuối cùng cũng chịu leo lên giường của tôi, lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau. Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh chưa ngủ. Anh kết hôn với tôi chẳng phải chỉ vì giây phút này sao? Trái tim vốn đang phấn khích của tôi bỗng chốc hóa thành tro tàn. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ rằng mình từ bỏ thân phận thái tử gia của kinh đô để vào ở rể nhà Lý chỉ vì một đêm này sao? Thấy tôi không động đậy, Lý Khả Hân tiếp tục nói, phải khiến tôi nói rõ ra sao? Đêm nay anh muốn làm gì với tôi cũng được. Dù gì anh đã chăm sóc tôi 3 năm. Thời điểm này tôi phải trả công cho anh. Tôi cuối cùng không chịu nổi, đẩy cô ta ra, quát lên, Lý Khả Hân, cô có bị bệnh không đấy? Nghe vậy, Lý Khả Hân ngạc nhiên nhìn tôi, anh nói gì? Cô ấy bây giờ có chút không hiểu người đàn ông trước mặt. Suốt 3 năm qua anh ấy chắc chắn muốn chạm vào mình, nhưng vì mối tình đầu mà không muốn cơ thể mình dơ bẩn nên không đồng ý. Giờ đây mình chủ động ngả vào lòng, anh ta lại từ chối. Chưa kịp phản ứng lại, tôi đã đẩy cô ta ra khỏi phòng. Với thân phận của tôi ở Hoa Quốc, muốn người phụ nữ nào mà không được. Nhưng người phụ nữ duy nhất tôi thực lòng yêu lại nghĩ tôi chỉ tham lam cơ thể cô ấy. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng. Còn Lý Khả Hân khi quay lại phòng, trên mặt vừa bối rối vừa thẹn thùng, đồ ngốc. Cho không cũng không cần, còn gì là đàn ông nữa. Đúng lúc này, người giúp việc gõ cửa phòng, Lý Tổng. Đây là canh ông Diệp nấu cho bà. Lý Khả Hân nhìn người giúp việc giơ tay lên tỏ vẻ không kiên nhẫn, ngắt lời. Người giúp việc ngẩn ra, nói nhẹ nhàng, Lý Tổng, ông Diệp đã ngồi trong bếp cả buổi chiều để nấu riêng cho bà, đổ đi thì hơi phí quá. Nghe vậy, Lý Khả Hân nhìn vào bát canh trên tay người giúp việc, im lặng một lúc lâu, để đó đi, tôi sẽ uống sau. Cô ta phải thừa nhận rằng, kể từ khi bị bệnh, mỗi đêm nếu không uống canh dạ mộ nấu, cô ta hoàn toàn không thể ngủ được. Đợi người giúp việc đi khỏi, Lý Khả Hân bưng chén canh đã nguội và uống cạn một hơi. Rồi rất nhanh sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà Lý Khả Hân thấy vô cùng êm đềm. Trong mơ hồ, cô dường như có một giấc mơ rất dài, rất dài. Sáng sớm hôm sau, tôi mang hành lý đến một nơi trống trải, rồi gọi một cuộc điện thoại. 20 phút sau, một chiếc trực thăng đáp xuống từ trên trời. Một ông lão khoảng 60 tuổi vui mừng chạy đến, thiếu gia. Lão nô cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi. Tôi mỉm cười gật đầu, ông Triệu. Lâu rồi không gặp, chúng ta về nhà thôi. Ông lão tên là Triệu Viễn, là quản gia của nhà họ Diệp ở Kinh Đô. Và tôi thực ra không phải tên là Dạ Mộ, mà là Diệp Tiền. Tiền trong Thiên Long Nhập Uyên, Triệu Viễn kính cẩn nói. Tốt rồi, lão gia chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhìn ông ấy, trong lòng tôi dâng lên một chút cảm giác áy náy. Hồi đó để có thể kết hôn với Lý Khả Hân, tôi suýt nữa đã cắt đứt quan hệ với cha mình. Giờ nghĩ lại, rốt cuộc vẫn có lỗi với ông cụ. Gần đến trưa, Lý Khả Hân mới tỉnh dậy. Cô ta nhìn người hầu hỏi, Dạ Mộ đi rồi à? Người hầu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Khả Hân, Dạ Mộ. Dạ Mộ là ai? Lý Khả Hân trố mắt, mọi người không biết Dạ Mộ sao? Người hầu xung quanh đồng loạt lắc đầu, tiểu thư, chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Lúc này, Lý Khả Hân hoảng hốt, sao có thể chứ? Anh ấy là chồng cũ của tôi mà, tối qua còn ăn cơm cùng nhau mà. Mọi người bị mất trí nhớ rồi, nhưng người giúp việc vẫn lắc đầu, Tổng Giám Đốc Lý. Có phải cô nhớ nhầm không? Trong nhà chưa từng có người nào tên Dạ Mộ. Hơn nữa, cô chưa từng kết hôn với bất kỳ ai. Ngay lập tức, Lý Khả Hân gào lên, cắt ngang lời họ. Rồi như phát điên, cô ta bắt đầu lục tung mọi thứ trong nhà. Cô ta rất rõ ràng mình đã kết hôn và vừa mới ly hôn tối qua. Chắc chắn phải có dấu vết nào đó. Cô ta lục tung cả căn nhà, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Dạ Mộ. Thậm chí, mọi thứ liên quan đến Dạ Mộ trong điện thoại của cô ta cũng biến mất. Cô ta tức giận nhìn đám người giúp việc, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nếu ai dám nói dối nữa, tôi sẽ đuổi người đó ngay lập tức. Người giúp việc đành phải nói thật, Tổng Giám Đốc Lý. Ông Dạ yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Ông ấy nói không muốn cô còn giữ ký ức nào về ông ấy. Vì vậy, chúng tôi phải giả vờ không biết ông ấy. Nghe xong, sắc mặt của Lý Khả Hân trở nên khó coi, Dạ Mộ. Anh thực sự hận tôi đến vậy sao? Dù tôi không yêu anh, nhưng chúng ta cũng đã bên nhau 3 năm, chẳng để lại chút kỷ niệm nào sao? Thật là nhẫn tâm. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn đám người giúp việc, ra ngoài hết cho tôi. Lúc này, cô ta chỉ muốn một mình yên tĩnh. Không biết vì sao, Lý Khả Hân lúc này không hề cảm thấy vui như tưởng tượng. Ngược lại, cô ta lại thấy buồn. Cô ta cũng không rõ nguyên nhân. Cô ta tự hỏi, chẳng lẽ mình có tình cảm với anh ta? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ. Sao có thể chứ? Người tôi yêu chỉ có một người, đó là Bạch Nguyệt Quang của tôi, Vương Đằng. Hiện giờ anh ấy sắp trở về từ nước ngoài, người thay thế đó cũng đã rời đi. Bây giờ lẽ ra tôi nên vui mới đúng. Nghĩ tới đây, Lý Khả Hân bật cười lạnh, có gì mà ghê gớm đâu. Dạ Mộ à, Dạ Mộ, cứ đợi đấy. Sớm thôi tôi sẽ quên anh. Ngược lại, chính anh sẽ chìm trong đau khổ vì mất tôi. Lúc này, lãnh chủ Diệp gia ở Kinh Đô, Diệp Thanh Sơn, xúc động nói. Con đấy à,
Giọng tôi run rẩy nói, là con, bố à, con đã về rồi. Diệp Thanh Sơn mắt đỏ hoe ngay lập tức. Thằng Danh, cuối cùng cũng nhớ đường về à. Bố tưởng sẽ chẳng ai chăm sóc bố lúc ốm nữa. Anh cúi đầu, gương mặt đầy áy náy, bố. Con xin lỗi vì trước đây không nghe lời bố. Làm bố lo lắng. Diệp Thanh Sơn đánh một cái. Không có hận thù không thành cha con. Sao chỉ có mình con về thôi, con dâu của bố đâu? Nghe thế, anh giật mình, gì cơ, con dâu? Diệp Thanh Sơn cười mỉm, thì còn con dâu nào khác đâu, Lý Khả Hân đấy. Trước kia chẳng phải con từng nói không lấy ai ngoài cô ấy sao? Thậm chí còn muốn đoạn tuyệt với bố nữa. Sao cô ấy không về cùng con? Vì thương con trai mình. Diệp Thanh Sơn thực sự đã âm thầm chấp nhận Lý Khả Hân. Lúc này anh mới ngộ ra và thành thật nói, chúng con đã ly hôn rồi. Ly hôn rồi? Diệp Thanh Sơn ngỡ ngàng. Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi đành kể lại cho bố mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua. Nghe tới chuyện Lý Khả Hân vì một kẻ bội bạc mà khiến con trai mình làm người thay thế suốt 3 năm, Diệp Thanh Sơn liền hừ lạnh một tiếng. Cô ấy lẽ ra có thể là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng lại vì một vũng nước đục mà bỏ cả đại dương. Thôi, đừng nhắc tới cô ấy nữa. Thời gian qua con đi, ở nhà không có chuyện gì chứ? Tôi lo lắng hỏi. Đương nhiên là không rồi, Diệp Thanh Sơn tự tin mỉm cười. Có bố ở nhà thì sao có chuyện gì lớn được chứ? Nhưng ông nghĩ một chút, rồi đổi giọng, nếu nói có chuyện thì đúng là có một chuyện. Năm nay, gia đình ta dự định dồn trọng điểm đầu tư vào tỉnh Giang Nam. Hiện giờ chỉ thiếu một người phụ trách phù hợp. Tôi gật đầu, đúng là chuyện lớn đấy. Con cũng đánh giá cao tiềm năng đầu tư của tỉnh Giang Nam. Khả năng phát triển trong tương lai là vô hạn. Diệp Thanh Sơn nhìn con trai mình đầy tán thưởng, con có ứng viên nào tốt không? Tôi lập tức tự đề cử, con có thể đảm nhận mà. Dù 3 năm qua con không về nhà, nhưng con cũng không hề nhàn rỗi, luôn theo dõi tình hình kinh tế trong nước. Nghe vậy, Diệp Thanh Sơn có phần xúc động. Thực ra bố cũng thấy con là người thích hợp nhất. Nhưng Lý Khả Hân cũng đang ở tỉnh Giang Nam. Bố sợ, tôi thừa hiểu bố mình sợ điều gì. Chỉ là lo tôi và Lý Khả Hân nối lại tình xưa. Vì vậy tôi nghiêm túc nói, bố. Bố cứ yên tâm, con sẽ không tùy hứng nữa. Con biết tầm quan trọng của gia tộc. Nhưng Diệp Thanh Sơn vẫn có chút không yên tâm. Đó là vì trước đây ông ấy không biết thân phận của con. Nếu lần này con quay lại, khi cô ấy biết con là ai, con có thể đảm bảo cô ấy không hối hận không? Tôi lạnh lùng cười, hối hận thì sao? Có những kẻ ngốc cả đời chỉ phạm lỗi một lần là đủ rồi. Nghe vậy, Diệp Thanh Sơn vui vẻ đập tay lên đùi, tốt lắm tốt lắm. Đây mới là con trai của ta, có lời này của con thì ta yên tâm rồi. Vậy con chuẩn bị đi, ta sẽ đích thân tiễn con. Bên kia, sau một ngày bận rộn, Lý Khả Hân cuối cùng đã về đến nhà. Cô tháo giày cao gót, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen gọi Dạ Mộ. Mau lại đây bóp chân cho tôi, mệt chết đi được, đã đi một đoạn rất dài. Mãi sau đó cô mới nhận ra mình đã ly hôn với Dạ Mộ. Hơn nữa anh ấy đã rời khỏi nhà này lâu rồi. Lúc này, người giúp việc bước tới, Lý Tổng. Ngài Dạ đã rời đi rồi, nếu không, tôi giúp cô bóp chân nhé. Lý Khả Hân vẫy tay không cần đâu. Cơm tối chuẩn bị xong chưa? Cô không quen để người khác bóp chân cho mình. Người giúp việc gật đầu, đã chuẩn bị xong. Tất cả đều theo cách mà Ngài Dạ dạy chúng tôi. Lý Khả Hân nhíu mày, sao chỗ nào cũng có anh ta. Nhưng cô cũng không nói gì. Dù sao thì món ăn do Dạ Mộ làm thật sự ngon. Cô kéo theo thân thể mệt mỏi đến bàn ăn. Nhưng vừa ăn một miếng đã nôn ra, sao lại khó ăn vậy? Người giúp việc giật mình, vội vàng giải thích, chúng tôi đều được Ngài Dạ dạy bảo. Trước đây anh ấy cũng làm như vậy mà, sao lại không giống nhỉ? Nói nhảm. Lý Khả Hân ghi nhận, nếu giống nhau thì sao lại khác biệt đến vậy? Các người có phải đang lười biếng không? Người giúp việc hoảng hốt toát mồ hôi lạnh, không thể nào. Khi Ngài Dạ làm, chúng tôi đều đứng bên cạnh nhìn. Dùng lửa và nguyên liệu đều giống hệt, sao có thể khác nhau được? Lý Khả Hân bực bội ném đùa đi, mong mang đi làm lại. Nếu còn dám làm qua loa với tôi, thì các người cũng không cần ở lại nữa. Nghe vậy, người giúp việc vội vàng dọn dẹp món ăn, vội vàng đi vào bếp bắt đầu làm lại. Không biết đã qua bao lâu, họ lại mang đến một nồi thịt hầm nóng hổi, hơi lo lắng đặt lên bàn ăn. Lý Khả Hân chỉ nếm một miếng đã nôn ra, không đúng, không đúng, vẫn không đúng. Vị vẫn không như trước đây. Người giúp việc như gà mắc tóc. Lý Tổng, có cần không chúng ta làm thêm một phần nữa không? Lý Khả Hân trực tiếp từ chối đề nghị của họ, vị không đúng, làm bao nhiêu lần cũng không đúng. Thôi, tôi không ăn nữa. Dọn đi, người giúp việc như tai họa lớn, nhanh chóng dọn hết món ăn đi. Trở lại phòng, Lý Khả Hân lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình là Tô Tiểu Tiểu, Thiến Thiến. Cậu có số liên lạc của Dạ Mộ không? Đầu dây bên kia, Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác, Khả Hân, cậu điên rồi sao? Cậu hỏi tôi số điện thoại của chồng cậu à? Lý Khả Hân chỉ đành nói, tôi đã ly hôn với anh ấy rồi, khi anh ấy rời đi đã xóa số liên lạc của anh ấy. Tô Tiểu Tiểu không khỏi ngạc nhiên, không phải Khả Hân. Chúng tôi, những người chị em, ghen tị nhất chính là cậu có một người chồng như Dạ Mộ. Kết quả là cậu lại ly hôn. Cậu đang đùa à?
Có phải anh ta có người khác bên ngoài không? Lý Khả Hân cảm thấy khó chịu, không liên quan đến anh ấy. Ly hôn là tôi đề nghị, vì Vương Đằng sắp về nước. Nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn có chút khó hiểu về Vương Đằng. Cậu lại vì cái gã tồi tệ đó mà ly hôn với Dạ Mộ. Chị ơi, cậu bị sốt nên đầu óc không bình thường à? Là bạn thân của Lý Khả Hân, những năm qua Dạ Mộ đã làm gì? Tô Tiểu Tiểu thực sự đã chứng kiến tất cả. Khi Lý Khả Hân ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất và cần giúp đỡ nhất, Vương Đằng sợ bị liên lụy đã lén lút rời khỏi đất nước. Nếu không phải những năm qua có Dạ Mộ luôn ở bên Lý Khả Hân, họ đều sợ Lý Khả Hân sẽ làm những điều ngu ngốc. Lý Khả Hân có chút khinh thường nói rằng Dạ Mộ chỉ là một sự thay thế. Đi thì đi, Vương Đằng mới là tình yêu của tôi. Dù có khó khăn thế nào tôi cũng phải ở bên anh ấy. Ngày xưa anh ấy rời đi chắc chắn có nỗi khổ riêng. Tôi đã chờ anh ấy 3 năm, không muốn lỡ mất anh ấy nữa. Tô Tiểu Tiểu có chút không biết nói gì nói. Tùy cậu, chỉ hy vọng cậu không hối hận. Lý Khả Hân ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Tôi, Lý Khả Hân, từ trước đến nay chưa từng làm điều gì hối hận. Trước đây không có, sau này càng không có khả năng. Nghe đến đây, Tô Tiểu Tiểu thận trọng hỏi chị em tốt. Nếu cậu đã ly hôn với Dạ Mộ, thì tôi theo đuổi anh ấy. Cậu không có ý kiến gì chứ? Lý Khả Hân có chút ngạc nhiên nói. Cậu muốn theo đuổi Dạ Mộ? Tô Tiểu Tiểu ở đầu dây bên kia nói rõ ràng. Có gì mà lạ đâu, anh ấy xuất sắc như vậy, tôi theo đuổi anh ấy có gì không bình thường. Lý Khả Hân không quan tâm nói tùy cậu. Nếu các cậu ở bên nhau thì tôi cũng chúc phúc cho các cậu. Tô Tiểu Tiểu cười nói, chúc phúc thì không cần thiết, cậu đừng hối hận là được. Cô ta có một cảm giác, Lý Khả Hân chắc chắn sẽ hối hận. Lý Khả Hân lời biếng không muốn nói chuyện tiếp. Hỏi số liên lạc của Dạ Mộ xong thì tắt máy. Nằm trên giường, Lý Khả Hân không cách nào ngủ được. Rõ ràng hôm nay cô ấy rất mệt mà, tại sao lại không chút buồn ngủ nào? Hơn nữa hình bóng Dạ Mộ luôn hiện lên trong đầu. Cô ấy hơi tức giận tự vỗ đầu mình. Không ngờ rằng ngày hôm sau Dạ Mộ rời đi cô đã mất ngủ. Sáng hôm sau, Lý Khả Hân mang theo quần thấm mắt đi làm. Cô thậm chí còn lười ăn sáng. Trong những ngày tiếp theo, cô đã tăng khối lượng công việc của mình. Muốn dùng cách này để làm tê liệt bản thân không nghĩ về người đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy cuộc sống thiếu điều gì đó. Thực ra chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng lại vô cùng quan trọng. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt mấy ngày, cho đến ngày hôm nay Lý Khả Hân mới có chút tinh thần. Bởi vì hôm nay là ngày Vương Đằng trở về nước, cô đã chăm sóc bản thân rất cẩn thận. Sau đó lái xe đến sân bay. Máy bay thuận lợi hạ cánh từ Bắc Kinh đến thành phố Giang Hải thuộc tỉnh Giang Nam. Tôi cầm hành lý bước xuống máy bay. Dạ Mộ sao lại là anh? Không phải đã biến mất sao? Tôi hiểu rồi, anh đang theo dõi tôi đúng không? Lúc này Lý Khả Hân rất tức giận. Ban đầu cô ấy đến đây để chờ ánh trăng trắng của mình, không ngờ lại gặp Dạ Mộ ở sảnh sân bay. Tôi liếc nhìn Lý Khả Hân với vẻ lạnh nhạt, ngay cả bước chân cũng không dừng lại, đi thẳng ra ngoài sảnh. Lý Khả Hân vội vàng chạy đến chặn tôi lại. Tôi đang nói chuyện với anh, tại sao anh lại theo dõi tôi? Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, đừng mong rời khỏi đây. Dừng lại, giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến cô tránh xa, như thể đang nói chuyện với một người lạ. Lý Khả Hân cảm thấy tự ái của mình bị khiêu khích. Cô ấy gào lên, Dạ Mộ, anh có thái độ gì vậy? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao sau khi biến mất vẫn phải xuất hiện trước mặt tôi? Tôi không để ý đến Lý Khả Hân, quay người đi về một lối ra khác. Lý Khả Hân lại chạy đến trước mặt tôi, với dáng vẻ tự mãn nói, Dạ Mộ, anh cứ thừa nhận đi, thực ra anh căn bản không thể quên tôi. Làm tất cả những điều này chẳng phải là để thu hút sự chú ý của tôi sao? Ngay lúc này, một giọng nói của phụ nữ vang lên từ phía sau, xin chào. Xin hỏi, bạn có phải là tổng giám đốc Dạ không? Tô Tiểu Tiểu dường như vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng. Hỏi một cách cẩn thận. Hôm nay lãnh đạo công ty sắp xếp cho cô ấy đến cửa hàng Arcade. Khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh của người trong cửa hàng Arcade thì lập tức ngẩn người. Bởi vì người trong bức ảnh giống như chồng của Lý Khả Hân đến kinh ngạc. Nhưng tên trong tài liệu lại ghi là Dạ Tiểu. Lý Khả Hân cũng nghe thấy lời của bạn mình. Cô ấy ngạc nhiên nói, Tiểu Tiểu, cậu vừa gọi anh ấy là gì? Tổng giám đốc Dạ. Tô Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy, tôi xin giới thiệu với cậu, đây là ông chủ mới của chúng ta, ông Dạ Tiền. Thực ra khi nói những lời này, trong lòng cô ấy cũng không chắc chắn. Dù sao Dạ Mộ và Dạ Tiền quá giống nhau, nếu bắt buộc phải nói sự khác biệt, thì chính là khí chất của họ hoàn toàn khác nhau. Dạ Mộ như một người đàn ông ân cần chu đáo, còn Dạ Tiền như một ngọn núi băng trong văn điển là nhã. Anh ấy rõ ràng là Dạ Mộ, tôi đã sống cùng anh ấy 3 năm. Tôi có thể không nhận ra anh ấy sao, còn công ty của cậu đã thay ông chủ rồi sao? Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng giải thích, quên nói với cậu. Công ty chúng tôi bị người ta mua lại, tôi cũng vừa mới biết. Nghe nói ông chủ là nhân vật lớn ở Kito, chúng tôi cũng không dám tìm hiểu, nhưng Lý Khả Hân vẫn có chút không vui. Thế giới này lại thật sự có hai người giống nhau đến thế sao? Hay là Dạ Mộ và Dạ Tiền là sinh đôi? Tô Tiểu Tiểu kéo kéo áo Lý Khả Hân, nhỏ giọng nói, cậu đừng có làm ầm lên nữa,
nếu ông chủ vì cậu mà đuổi tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Lý Khả Hân lúc này mới có chút thoải mái nhìn về phía tôi, xin lỗi, tôi vừa rồi đã nhận nhầm. Chỉ là anh giống một người bạn của tôi quá nhiều. Tôi vẫn không để tâm đến Lý Khả Hân, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu bên cạnh nói, chúng ta đi thôi. Đợi đã, Lý Khả Hân lại chặn tôi lại. Ông Dạ Tiền, nếu anh gặp một người trông rất giống anh thì sao? Phiền anh chuyển lời đến anh ấy, rằng tôi đang tìm anh ấy. Tôi lạnh lùng nhìn Lý Khả Hân, tại sao cô không tự nói với anh ấy? Lý Khả Hân thở dài nói, tôi gọi điện, nhắn tin mà anh ấy đều không trả lời. Có lẽ là anh ấy chưa nhìn thấy. Tôi khinh thường liếc cô ta một cái, tôi nghĩ có khả năng là anh ấy chặn cô không? Nghe vậy, sắc mặt Lý Khả Hân trở nên vô cùng khó coi, không thể nào. Anh ấy không dám chặn tôi đâu. Tôi bình thản nói, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Tôi đi được chưa? Lý Khả Hân lúc này mới miễn cưỡng nhường đường, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Khi tôi sắp rời đi, Vương Đằng chạy nhanh tới, vẫy tay chào Lý Khả Hân, Khả Hân. Anh ở đây chỉ thấy anh chạy đến trước mặt Lý Khả Hân, trước mặt mọi người, anh quỳ một chân xuống, quỳ cô Lý Khả Hân yêu quý. Làm ơn cưới anh nhé, anh sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ em, chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh. Mọi thứ của anh đều là của em, kể cả mạng sống của anh. Lúc này tôi vốn định rời khỏi sân bay, nhưng lại dừng bước. Nhìn về phía Vương Đằng đang quỳ một chân, cảm nhận ánh mắt xung quanh, mặt Lý Khả Hân bỗng đỏ lên. Cô vội vàng nháy mắt ra hiệu với Vương Đằng, anh mau đứng lên đi. Đứng dậy rồi nói, Vương Đằng cắn răng lắc đầu, anh không đứng dậy. Trước khi em đồng ý cưới anh, nếu không thì cả đời này anh sẽ quỳ mãi ở đây. Lúc này các hành khách trong sân bay nhìn thấy cảnh này đều đồng thanh hò reo, cưới anh ấy đi, cưới anh ấy đi. Nghe vậy, mặt Lý Khả Hân càng đỏ hơn. Cô đã qua độ tuổi yêu đương. Lúc này hành động của Vương Đằng khiến cô cực kỳ ngượng ngùng. Anh mau đứng dậy đi mà, Lý Khả Hân gần như van xin nói. Ánh mắt của cô ấy luôn liếc nhìn về phía tôi, trong lòng cô vẫn tin rằng tôi chính là Dạ Mộ. Nhìn thấy mình được người khác cầu hôn, nếu thực sự là Dạ Mộ thì anh ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhưng thất vọng thay, cô ấy lại nhìn thấy tôi với vẻ mặt thản nhiên. Chẳng lẽ thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi? Lý Khả Hân có chút thất vọng thầm nghĩ. Vương Đằng đang quỳ vẫn rất kiên quyết không chịu đứng dậy. Trừ khi cô đồng ý lấy tôi, Lý Khả Hân thực sự tức giận. Cô cau mày nói, nếu anh còn không đứng lên, tôi sẽ thật sự nổi giận đấy. Nghe vậy, Vương Đằng liền đứng phát dậy, được rồi, anh đứng lên rồi, đừng giận nữa. Đúng lúc này, Vương Đằng cũng chú ý đến tôi đứng bên cạnh. Anh cau mày nói, Dạ Mộ, sao cậu lại ở đây? Tôi lười để ý đến anh ấy, quay người bỏ đi, không ngờ Vương Đằng liền đuổi theo, Dạ Mộ. Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu biết à? À tôi biết rồi, có phải Khả Hân không cần cậu nên cậu cứ bám theo đến tận sân bay không? Cậu thật không biết xấu hổ, tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh ta, né ra để tiếp tục bước đi. Nhưng Vương Đằng không định tha cho tôi mà lại chạy đến trước mặt tôi, nhìn xem. Tôi đoán trúng rồi, vậy nên bạn thấy chột dạ, đúng không? Tôi lạnh lùng nói. Tránh ra, Vương Đằng hừ lạnh, không tránh. Cậu có thể làm gì tôi? Làm gì à? Tôi cười khẩy, giơ tay tát một cái. Bỗng một tiếng, cú tát làm Vương Đằng ngơ ngác. Anh ta ôm mặt, không tin nổi nhìn tôi, Dạ Mộ, cậu dám đánh tôi. Đồ khốn, chưa kịp nói xong, Vương Đằng đã sắn tay áo lao tới. Nhưng chưa kịp tiến lên, bỗng một tiếng, lại một cái tát nữa vào mặt anh ta. Nhưng lần này không phải tôi đánh, mà là Lý Khả Hân. Vương Đằng, anh làm loạn đủ chưa? Lý Khả Hân cau mày. Lúc này, cô ấy cảm thấy quá xấu hổ. Ở sân bay nhiều người thế này, từ lúc gặp Vương Đằng, cô luôn ở trong tình thế cực kỳ ngượng ngùng. Tại sao anh không thể nghĩ cho cô chút nào? Vương Đằng ôm đầu sưng vù như cái đầu heo, nhìn Lý Khả Hân với vẻ khó tin. Khả Hân, em bị tên vô dụng Dạ Mộ mà đánh anh sao? Lý Khả Hân không nhìn được hét lên, đủ rồi chưa? Anh ta hoàn toàn không phải là Dạ Mộ. Nhưng Vương Đằng hoàn toàn không tin, cô nói nhảm. Nếu anh ta không phải Dạ Mộ thì là ai? Lý Khả Hân, tôi trở về nước là vì em. Em lại đối xử với tôi như vậy sao? Lý Khả Hân có chút mệt mỏi. Tôi lạnh nhạt nói nghe cao cả thế. Chẳng phải chính anh là người tự rời đi sao? Nói đến đây, nhưng ký ức quá khứ ùa về. Nếu lúc đó Vương Đằng không đột ngột rời đi, cô đã không bị mọi người chê cười. Cô đã ly hôn chỉ để được ở bên Vương Đằng. Vậy mà Vương Đằng lấy tư cách gì chất vấn cô? Cô giờ đây đã bắt đầu nghi ngờ liệu Vương Đằng hiện tại có xứng đáng với những gì cô đã làm. So với Dạ Mộ, Vương Đằng chỉ biết đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề. Còn Dạ Mộ lại quan tâm đến cảm xúc của cô. Anh ấy đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ cho cô. Cô thực sự đã ly hôn với Dạ Mộ vì một người như thế này. Cô đã bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Lúc này, Vương Đằng mới nhận ra, trong lòng thầm nghĩ thật may, suýt nữa thì lộ tẩy, lúc này không thể trở mặt với Lý Khả Hân. Dù sao thì bây giờ vẫn cần sự giúp đỡ của cô ấy, nếu không thì công ty ở nước ngoài của mình có thể không giữ được.
Nghĩ đến đây, anh ta vội nói, xin lỗi Khả Hân. Chỉ là vì anh quá quan tâm đến em, nên mới tức giận như vậy. Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, em tha thứ cho anh được không? Nghe vậy, Lý Khả Hân hít sâu một hơi, vừa rồi tôi cũng có chỗ không đúng. Nhưng xin anh hãy tin tôi, người mà tôi quan tâm nhất là anh. Nếu không, tôi đã không ly hôn với anh ta. Chỉ là bây giờ tôi chưa thể hoàn toàn chấp nhận anh. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian được không? Vương Đằng giả vờ chân thành nói, được. Từ nay về sau em nói gì cũng được, tôi có cả đời để đợi. Dù có phải chờ em cả đời tôi cũng sẵn lòng. Lý Khả Hân lắc đầu, trong ánh mắt có chút tình cảm, đồ ngốc. Sao tôi nỡ để anh chờ cả đời chứ? Nhìn hai người họ trò chuyện qua lại, tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Lúc này, trong lòng tôi không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là có chút buồn cười. Hai người này đúng là trời sinh một cặp. Một người tuy đã kết hôn, nhưng trong lòng lại có người khác. Còn người kia thì kỳ cục hơn, rõ ràng lúc đầu là chính mình từ bỏ, lại còn phải giả vờ tỏ vẻ bị ức hiếp. Tôi bây giờ rất tò mò, nếu hai người này đối mặt với lợi ích của riêng mình, liệu có thể tiếp tục buồn nôn như vậy không? Nghĩ đến đây, một kế hoạch táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Rất nhanh, tôi theo Tô Khiết Khiết đến công ty. Vừa bước vào văn phòng, Tô Khiết Khiết đã mang cà phê đã pha từ trước lên. Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, tôi thường không thích uống cà phê. Tô Khiết Khiết lúng túng nói, vậy được thôi, để tôi đi đổ. Tôi vội vàng xua tay, thôi kệ đi, cứ để đó, pha rồi đổ đi cũng tiếc. Tô Khiết Khiết đặt cà phê bên cạnh tôi, tò mò hỏi, tổng giám đốc Diệp, ngài đã từng kết hôn chưa? Trong lòng tôi dấy lên cảnh giác, lớn tiếng nhìn cô ấy để nghi hoặc. Hỏi cái này làm gì? Tô Khiết Khiết cười ngượng ngùng, không có gì, chỉ là tôi nghĩ người thành đạt như ngài có ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện thường. Tôi lắc đầu, chưa kết hôn thì làm gì có ba vợ bốn nàng hầu. Nghe vậy, Tô Khiết Khiết cười nói, trùng hợp nhỉ, ngài chưa kết hôn, tôi cũng chưa, vậy nên nói thế nào nhỉ, chúng ta cũng có thể xem là trời sinh một cặp. Phụt, tôi vừa uống một ngụm cà phê đã phun ra. Ý gì vậy chứ, nếu nói vậy thì cả thiên hạ đều là trời sinh một cặp. Thấy vậy, Tô Khiết Khiết vội rút khăn giấy đi đến, giúp tôi lau sạch cà phê trên người. Không biết cô ấy là cố ý hay vô ý, cơ thể cô ấy cứ dựa sát vào tôi. Tôi thấy rõ ràng tất cả những gì bên trong. Giờ đây tôi thấm thía câu nói, thứ chi tiết hút hồn. Nghĩ đến đây, tôi vội ngăn Tô Khiết Khiết lại, được rồi, tôi tự làm được, cô mang giúp tôi báo cáo tài chính của công ty đi. Tô Khiết Khiết thở dài, đành phải đi lấy tài liệu. Thực ra mặt cô ấy đã đỏ từ lâu, nhưng cô ấy không thể không giúp tôi lau sạch cà phê trên người. Sao cô ấy lại đổ cà phê vào chỗ đó nhỉ? Chẳng lẽ là cố ý? Dĩ nhiên tôi không biết trong lòng Tô Khiết Khiết có nhiều diễn biến như vậy. Sau khi xem xong báo cáo tài chính của công ty, tôi đột nhiên hỏi, chiều nay có phải có buổi đấu giá bất động sản không? Tô Khiết Khiết gật đầu, vâng, tổng giám đốc Diệp, địa điểm ở phía đông thành phố. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, chuẩn bị đi, chiều nay đi cùng tôi. Nghe vậy, Tô Khiết Khiết có chút ngạc nhiên, tổng giám đốc Diệp, ngài định mua khu đất đó à? Có thể ngài mới đến nên chưa rõ lắm. Khu phía đông thành phố là khu bỏ hoang, không có gì giá trị, nên có nhiều người dòm mó, muốn giành được cũng không dễ. Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, tôi có thể hiểu là cô đang nghi ngờ năng lực của tôi sao? Tô Khiết Khiết vội vàng giải thích, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ thấy khu đất đó không đáng thôi. Hình như thị trường ở thành đông không có gì, với lại đây là buổi đấu giá nội bộ, phải có đủ điều kiện mới được vào. Giờ muốn lấy điều kiện, chỉ sợ không còn kịp nữa. Tôi không nói gì thêm với cô ấy, mà trực tiếp lấy điện thoại gọi một số. Vài phút sau, tôi cúp máy nhìn Tô Khiết Khiết, xong rồi. Đi chuẩn bị đi, Tô Khiết Khiết nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhanh vậy sao? Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một là người giàu, hai là người nghèo. Chỉ cần cô có tiền, và đủ nhiều, mọi người đều có thể nhường đường cho cô. Đó là sức mạnh của tư bản. Mọi quy trình trước sức mạnh của tư bản thực sự chỉ là trò cười. Lúc này, Tô Khiết Khiết thực sự có chút nể phục tôi, giơ ngón cái lên với tôi. Được rồi, tôi chịu thua, tôi đi chuẩn bị ngay. Nói xong, cô ấy quay người rời khỏi văn phòng. Vừa khi Tô Khiết Khiết vừa rời đi, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ Lý Khả Hân. Mặc dù tôi đã chặn số của cô ấy, nhưng tin nhắn thì không thể chặn được. Dạ mộ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi biết anh có thể nhìn thấy, dù sao chúng ta gặp nhau đi, nếu anh đồng ý. Nhìn tin nhắn cô ta gửi đến, tôi vốn không định trả lời, nhưng tôi cảm thấy nên dứt điểm hoàn toàn với cô ta. Vì thế tôi bảo cô ta gửi địa chỉ qua. Khi nhận được tin nhắn của Lý Khả Hân lần nữa, tôi đứng dậy rời khỏi.
nhìn Tô Khiết Khiết nói, tôi có chút việc ra ngoài. Tô Khiết Khiết vội đứng dậy, cần tôi đi cùng anh không? Tôi vẫy tay từ chối, không cần đâu, cô cứ làm việc của cô, chiều nay còn nhiều việc. Nói xong, tôi rời khỏi công ty. Lúc này, Tô Khiết Khiết cũng nhận được tin nhắn từ Lý Khả Hân. Khiết Khiết, ông chủ của cậu, Diệp Tiền có vừa ra ngoài không? Nhìn tin nhắn, Tô Khiết Khiết không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Lý Khả Hân vừa hẹn Dạ Mộ mà Diệp Tiền vừa đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói Diệp Tiền thật sự là Dạ Mộ? Nghĩ đến đây, cô vội bắt đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại. Nhưng vừa soạn xong, cô chợt nghĩ lại, lại vô thức xóa hết nội dung, rồi soạn lại một câu khác. Ông chủ Diệp Tiền vẫn đang ở công ty. Nhìn thấy tin nhắn Tô Khiết Khiết trả lời, Lý Khả Hân không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ cô ta thật sự nghĩ quá nhiều? Diệp Tiền và Dạ Mộ thực sự là hai người khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, Dạ Mộ cuối cùng cũng đồng ý gặp cô ta rồi. Đây là chuyện đáng mừng, ít nhất anh ta sẽ không phải lẩn tránh mình như trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quán cà phê đã hẹn. Gặp tôi có chuyện gì? Tôi nói thẳng vào vấn đề. Lý Khả Hân nghe giọng điệu lạnh lùng của tôi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dạ Mộ, tôi biết lần này là tôi có lỗi với anh, nên tôi luôn muốn bù đắp. Anh biết đấy, tôi là người không thích nợ tình cảm ai cả. Tôi không nhìn cô ta. Tôi nói, tôi thực sự không biết điều đó. Nhưng chuyện cũ đã không còn quan trọng nữa, cô cũng không cần phải bù đắp. Sau này chúng ta đừng làm phiền nhau nữa là được rồi. Điều này chắc cô làm được chứ? Nghe vậy, sắc mặt Lý Khả Hân lập tức trở nên lạnh lẽo. Dạ Mộ, anh cần gì phải tự lừa dối mình chứ? Thật ra trong lòng anh chưa bao giờ buông bỏ tôi, đúng không? Tôi bật cười giận dữ vì câu nói của cô ta. Xin hỏi cô lấy tự tin từ đâu vậy? Tại sao tôi lại không thể buông bỏ cô? Lý Khả Hân nghiêm túc nói, nếu anh thực sự không quan tâm tôi, tại sao lại mang đi tất cả mọi thứ khi rời đi? Còn sắp xếp để người giúp việc quên sạch hết. Điều này chứng tỏ trong lòng anh chưa từng buông bỏ em. Tôi có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ một số hành động của tôi đã khiến em hiểu lầm. Anh xin lỗi em, hôm nay anh đến gặp em chỉ để nói rằng từ giờ trở đi đừng gọi điện cho anh nữa, cũng đừng nhắn tin cho anh nữa. Khả Hân không tự giác nắm chặt tay. Dạ Mộ, anh ghét em đến vậy sao? Tôi lắc đầu, em nghĩ nhiều rồi, anh không yêu em, lấy đâu ra hận. Trong mắt cô, Khả Hân đột nhiên đứng dậy, nổi giận với tôi, vậy bao năm tình cảm của chúng ta là gì? Dạ Mộ, anh dám nói anh chưa từng thích tôi sao? Tôi không nhịn được cười, giữa chúng ta có tình cảm sao? Tôi thừa nhận trước đây tôi thật sự thích em, nhưng đó là trước kia. Hiện tại tôi chỉ muốn tránh xa em. Nhưng Khả Hân tự động phớt lờ lời nói sau của tôi, chỉ hài lòng gật đầu. Thừa nhận anh từng thích em là được rồi, như thể tự tìm lại chút thể diện cho mình. Tôi nhíu mày nhìn cô, em đừng làm loạn nữa, làm ơn sau này đừng liên lạc với anh nữa, chúng ta chia tay trong hòa bình. Nói xong, tôi chuẩn bị đứng lên rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay đầu hỏi, à đúng rồi, người yêu đầu của em đâu, anh ta không đi cùng em à? Trong lòng Khả Hân tự nhiên nổi lên cảm giác bực bội. Cô đáp qua loa, anh ấy có việc. Tôi gật đầu, hai người chắc sắp kết hôn rồi nhỉ, lúc đó nhớ gửi thiệp cho tôi, tôi sẽ đến chúc mừng cho thật lớn, dù sao tôi cũng là chồng cũ. Nói xong, tôi quay lưng bước ra khỏi quán cà phê mà không ngoái lại. Nhìn theo bóng lưng của tôi, cô nghiến răng đuổi theo, lấy hết can đảm nói, Dạ Mộ, anh nhất định phải như vậy sao? Thực ra hôm nay em đến tìm anh là muốn nói rằng chúng ta có thể làm bạn không? Tôi cười tự giễu, bạn bè thì thôi đi, bạn của tiểu thư họ Lý em, anh không có tư cách, sau này vẫn là không làm phiền nhau, làm người lạ là tốt. Nghe vậy, Khả Hân ấm ức nói, Dạ Mộ, dù chúng ta đã ly hôn, nhưng bao năm tình cảm vẫn còn đấy. Dù không làm vợ chồng, làm bạn không tốt sao? Sau này nếu anh có chuyện gì, cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Tôi lười tranh cãi với cô ấy thêm nữa. Tôi đi ra quầy thanh toán xong rồi rời đi, Lý Khả Hân nhắm mắt lại. Người đàn ông từng nâng niu cô trong lòng, nay hiện lên mờ ảo. Dường như cô ấy đã hối hận, đúng lúc đó. Nhân viên phục vụ bước tới, thưa cô, xin chào. Vừa rồi vị tiên sinh đó chỉ thanh toán một ly cà phê, còn ly còn lại thì sao ạ? Lý Khả Hân mở to mắt đầy kinh ngạc, nhìn nhân viên phục vụ. Anh ta chỉ thanh toán cho một ly, sau khi nhận ra, ký ức vừa lóe lên trong Lý Khả Hân lập tức tan biến. Tốt thôi, Dạ Mộ, anh đúng là rất giỏi. Trước đây tôi thật mù quáng, sao lại chọn một người đàn ông thiếu tinh tế như anh làm chồng? Hôm nay xem như đã nhìn rõ bản chất thật của anh rồi. Giờ đây cô chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì đã ly hôn với Dạ Mộ. Buổi chiều hôm đó, tôi dẫn theo Tô Khiết Khiết đến một khách sạn sang trọng ở phía đông thành phố. Đây là nơi tổ chức buổi đấu giá vào buổi chiều. Không ngờ vừa bước vào sảnh, tôi đã gặp người mà tôi không muốn gặp nhất. Lúc này, Vương Đằng đang nhìn tôi. Dạ Mộ, sao anh lại ở đây? Tôi thản nhiên hỏi lại, anh có thể ở đây? Tại sao tôi không thể ở đây? Vương Đằng suy nghĩ một chút, rồi khinh thường nói, anh và tôi sao có thể giống nhau?
Tôi là ai chứ? Anh lại là ai? Anh giả vờ thắc mắc. Vậy tôi là ai? Còn anh là ai? Vương Đằng cười khinh bỉ. Sự so sánh này là thứ anh ta thích nhất. Nên anh ta kiên nhẫn nói, anh chỉ là một kẻ dựa dẫm vào người khác mà thôi. Ba tôi đã từng mở công ty ở nước ngoài đấy. Dựa vào gì mà anh nghĩ có thể so sánh với tôi? Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, mở công ty ở nước ngoài thì có gì ghê gớm sao? Tất nhiên rồi, Vương Đằng tự mãn nói, ít nhất người như anh cả đời cũng không thể đạt đến tầm cao đó. Không chỉ đời này, mà cả đời sau hay đời sau nữa cũng không thể nào so được với tôi. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Mong lời anh linh nghiệm. Tôi thật sự không muốn giống như anh. Đúng lúc đó, Lý Khả Hân cũng bước tới. Với vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía tôi. Dạ Mộ, sao anh lại ở đây? Tôi cau mày đáp. Đương nhiên là có người mời tôi đến. Lý Khả Hân còn chưa kịp nói, thì bên cạnh, Vương Đằng đã không nhịn được mà mỉa mai tôi. Anh điên rồi sao? Có biết đây là nơi nào không? Ai lại mời người như anh chứ? Một tên nhà quê, tôi nghĩ anh chắc chắn lẻn vào đây. Nghe lời của Vương Đằng, Lý Khả Hân nhíu mày. Dạ Mộ, nếu thật sự anh lẻn vào đây, tôi khuyên anh nên rời đi ngay. Đây không phải là chỗ của anh. Tôi mất kiên nhẫn nói, tôi đã nói là có người mời tôi đến đây. Không cần hai người phải lo lắng. Lý Khả Hân có chút không vui. Dạ Mộ, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cô Khả, Khả Hân. Hai người đang nói gì vậy? Tô Tiểu Tiểu bước tới, ngắt lời Lý Khả Hân. Nghe lời của Tô Tiểu Tiểu, Lý Khả Hân ngẩn người, rồi lập tức nhận ra. Thì ra là Ngài Diệp, xin lỗi. Chúng tôi vừa nhầm người. Nói xong, cô kéo Vương Đằng vẫn còn ngờ vực rời đi. Chưa đi được mấy bước, Vương Đằng giật tay Lý Khả Hân ra. Cau mày nói, Khả Hân, sao cô kéo tôi đi? Lý Khả Hân giải thích, chúng ta nhận nhầm người rồi. Người đó là Diệp Tiến, không phải Dạ Mộ. Không thể nào, Vương Đằng quả quyết nói. Chính là Dạ Mộ, sao tôi có thể nhận nhầm? Lý Khả Hân bất lực nói vài lời thì không giải thích hết được. Tóm lại, anh nhớ kỹ, đó không phải là Dạ Mộ, đó là ông chủ của Phồn Hoa. Diệp Tiến, nghe vậy, Vương Đằng trợn tròn mắt, ông chủ của Phồn Hoa không phải họ Cố sao? Sao lại họ Diệp được? Lý Khả Hân chỉ có thể kể lại lời của Tô Tiểu Tiểu cho Vương Đằng nghe. Vậy nên, người đó không thể nào là Dạ Mộ. Nhưng dù vậy, Vương Đằng vẫn không tin, nên anh ta một lần nữa bước tới, Ngài Diệp Tiến. Vừa rồi thật sự xin lỗi. Là tôi đã nhận nhầm người. Tôi lười biếng không thèm đáp lại anh ta, trực tiếp quay người bước vào đại sảnh đấu giá. Thấy vậy, Vương Đằng âm thầm mắng trong lòng, ra vẻ gì chứ, đồ nhà quê, ta nhất định phải vạch trần ngươi. Nghĩ đến đây, anh ta lại tiến đến gần ông Diệp Tiền để bày tỏ lời xin lỗi của tôi. Lát nữa sau buổi đấu giá, tôi muốn mời ông dùng bữa, liệu có được không? Tôi vẫn không quan tâm đến anh ta, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu bên cạnh, chúng ta vào thôi. Nhưng vừa đến cửa chính, một bảo vệ đã chặn tôi lại. Xin lỗi ông, xin hãy xuất trình thiệp mời của ngài. Tôi lắc đầu khẽ nói, tôi không có thiệp mời. Nghe vậy, bảo vệ cau mày, gương mặt nghiêm túc nói, xin lỗi ông. Nếu ông không có thiệp mời, tôi chỉ có thể mời ông rời đi. Thấy tôi bị bảo vệ chặn lại, Vương Đằng lập tức phấn khích. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, hắn chính là Dạ Mộ. Một kẻ nghèo hèn, ra vẻ gì chứ? Thấy Vương Đằng hạ hê như vậy, Lý Khả Hân lại cau mày. Vừa định lên tiếng, thì nghe tôi nói, tôi họ Diệp. Đã bảo với sếp của các người rồi, nếu không tin thì có thể gọi điện kiểm chứng. Lập tức, gương mặt bảo vệ khi nãy liền thay đổi hẳn. Ngài là ông Diệp Tiền. Tôi thản nhiên nói, đúng vậy. Xin hỏi giờ tôi có thể vào được chưa? Bảo vệ vội vàng gật đầu, được ạ. Đương nhiên được, cửa lớn của khách sạn chúng tôi luôn mở đón ông Diệp. Nói xong, anh ta lập tức làm một động tác mời. Kính cẩn lùi về sau hai bước. Cũng không trách được thái độ của anh ta lúc này. Sếp vừa gọi điện dặn dò, nếu ông Diệp Tiền đến khách sạn, không ai được phép ngăn cản. Phải đối đãi với ông như cha của sếp vậy. Nếu ai dám đụng chạm sẽ lập tức bị sa thải. Một bảo vệ nhỏ bé như anh ta làm sao dám ngăn cản. Thấy tôi vào rồi, Vương Đằng phía sau đờ người. Cứ thế mà vào rồi, chẳng phải nói muốn vào được đó phải có thiệp mời chính thức sao? Lý Khả Hân bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém gì Vương Đằng. Rốt cuộc anh ta là ai? Cô rất rõ bối cảnh đứng sau khách sạn Hàn Cung hùng mạnh đến nhường nào. Chỉ cần nói một câu là có thể tự do ra vào khách sạn Hàn Cung. Chẳng lẽ thế lực phía sau anh ta có thể ngang hàng với khách sạn Hàn Cung? Khi Lý Khả Hân còn đang kinh ngạc trong lòng, Vương Đằng đã hiên ngang đi tới. Bảo vệ ở cửa thấy vậy liền chặn lại. Thưa ông, phiền ông xuất trình thiệp mời. Vương Đằng lớn tiếng nói, tôi không có thiệp mời. Bảo vệ nghiêm túc nói, xin lỗi. Nếu không có thiệp mời thì mong ông rời khỏi ngay. Nghe vậy, Vương Đằng lập tức nổi giận.
tại sao anh ta không có thiệp mời mà vẫn vào được? Còn tôi thì không. Bảo vệ cung kính nói, ông Diệp Tiền là khách quý của chúng tôi. Tất nhiên khác với người bình thường. Ông ấy muốn đi đâu thì đi đó. Ông ấy đến là vinh hạnh của chúng tôi. Thấy bảo vệ cung kính với Diệp Tiền như vậy, Vương Đằng hoàn toàn nổi điên, mắng lớn. Vớ vẩn, hắn là cái quái gì mà gọi là khách quý? Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Tôi tên là Vương Đằng, là chủ của một công ty ở nước ngoài. Các người dám đối xử với tôi như vậy. Có tin tôi bảo sếp các người đổi việc các người không? Bảo vệ không hề nao núng, ông có thể khiếu nại. Nhưng nếu không có thiệp mời thì mời ông rời khỏi. Vương Đằng không chỉ không nghe theo lời bảo vệ, mà còn định xông vào, đám mắt chó khinh người. Tôi không đi, các người làm gì được tôi? Bảo vệ cười lạnh, sao? Loại rác rưởi như anh mà cũng dám gây sự ở khách sạn Hàn Cung. Ai cho anh cái gan chó này? Nói xong, anh ta tát một cái vào mặt Vương Đằng. Một tiếng bốp vang lên, mặt trái của Vương Đằng lập tức sưng lên. Trên đó hiện rõ năm dấu tay. Bị đánh mạnh, Vương Đằng hoàn hồn rồi ngã ngay xuống đất. Các người dám đánh tôi? Phải bồi thường, nhất định phải bồi thường. Không bồi thường thì tôi không đi. Nói xong, anh ta bắt đầu giở trò ăn vạ. Nhìn những động tác thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu làm thế này. Lý Khả Hân thấy vậy vội tiến lên đưa thiệp mời của mình. Xin lỗi, anh ấy là bạn của tôi. Đi cùng tôi. Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Lúc này, nhìn Vương Đằng nằm dưới đất lăn lộn, Lý Khả Hân cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông lại có thể lăn lộn như bà điên thế này. Cô hối hận rồi, biết thế đã không đưa Vương Đằng tới cùng. Đúng là làm mất mặt cô mà. Sao trước đây cô lại không nhận ra, Vương Đằng lại ngu ngốc đến thế. Đây là khách sạn Hàn Cung, anh tưởng là nhà mình chắc. Bảo vệ nhận thiệp mời, lập tức thay đổi thái độ, hóa ra là tổng giám đốc Lý. Mời cô vào, Lý Khả Hân ngượng ngùng cười đáp lại, tăng tốc bước vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, tiếng hét giận dữ của Vương Đằng vang lên. Khả Hân, cô lập tức ra lệnh cho họ quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi là người có doanh nghiệp ở nước ngoài, vậy mà họ dám đánh tôi sẽ không bỏ qua đâu. Rồi bốp một tiếng, Lý Khả Hân tức giận tát mạnh vào mặt Vương Đằng và lạnh lùng nói, im ngay cho tôi. Anh chưa làm tôi mất mặt đủ sao? Vương Đằng ôm mặt, trong mắt lóe lên một tia oán hận, nhưng im lặng lại. Anh cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Lý Khả Hân vào hội trường. Sau khi vào hội trường, Lý Khả Hân tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Buổi đấu giá lần này mời toàn các đại gia trong giới bất động sản, nên không có cách nào sắp xếp chỗ ngồi, cứ ngồi tùy ý thôi. Chẳng bao lâu sau, người dẫn chương trình lên sân khấu. Sau một vài lời chào hỏi, anh ta nhanh chóng vào đề. Tôi tin rằng tất cả quý vị ở đây đều đến vì lô đất này, nên không cần nói nhiều lời nữa. Tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 50 triệu, các bảng màu khác nhau lập tức được giơ lên. Giá cũng bắt đầu tăng lên, 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Lý Khả Hân cũng giơ bảng của mình, 1 tỷ. Cô đến đây mang theo nhiệm vụ, mảnh đất này cô nhất định phải có được, vì đây liên quan đến sự phát triển của nhà họ Lý trong vài năm tới. Nhưng giá của cô nhanh chóng bị người khác vượt qua. Không thể khác được vì tiềm năng phát triển của mảnh đất này vẫn rất lớn. Nhìn thấy Lý Khả Hân không ngừng giơ bảng, Vương Đằng bên cạnh sốt ruột, vội vàng khuyên, Khả Hân, hay thôi bỏ đi. Mảnh đất đó thật ra không đáng giá đến vậy, hơn nữa còn phải tính cả vốn đầu tư phát triển, thực sự là lỗ vốn. Vương Đằng thực sự rất lo lắng, nhưng là lo sợ Lý Khả Hân sẽ ném hết tiền vào đây. Vậy còn công ty ở nước ngoài của anh thì sao? Anh vẫn đang chờ lấy tiền từ Lý Khả Hân mà. Im đi, Lý Khả Hân nhíu mày liếc Vương Đằng một cái. Mua mảnh đất này là quyết định của cả nhà họ Lý, làm sao có thể vì mấy lời của anh mà bỏ được? Bị Lý Khả Hân đối xử như vậy, trong lòng Vương Đằng tất nhiên là không thoải mái. Nhưng anh cũng không tiện nói gì thêm. Tuy nhiên khi nghĩ đến công ty ở nước ngoài của mình, anh không nhịn được mà nói, tôi làm vậy là vì tốt cho cô thôi. Mua mảnh đất này cũng không giúp ích gì cho nhà họ Lý nhiều, ngược lại còn phải tăng cường đầu tư lớn. Không có 3 đến 5 năm thì không thể thu hồi vốn, thậm chí có thể mất trắng. Lý Khả Hân lạnh lùng nói, ý của anh tôi hiểu hết. Tôi rất vui khi anh nghĩ cho tôi, chỉ là làm ăn đâu thể không mạo hiểm. Hơn nữa đây là chiến lược công ty đã đề ra từ sớm, tôi cũng không có quyền thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, giá đã vọt lên đến 3 tỷ. Lý Khả Hân cắn răng hét lên, 3 tỷ 5 triệu. Lý Tổng, thật mạnh mẽ đấy. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Khi Lý Khả Hân nhìn thấy người nói, cô liền giật mình. Sao Thẩm Trạch cũng đến, cả tỉnh Giang Nam này. Ngươi có thể đấu tay đôi với nhà họ Thẩm thật không nhiều. Nếu Thẩm Trạch ra tay, mảnh đất này căn bản không ai có thể lấy được. Thẩm Trạch nhìn Lý Khả Hân đầy ẩn ý rồi, mỉm cười đưa ra mức giá của mình, 5 tỷ. Nghe thấy giá của Thẩm Trạch, gương mặt của Lý Khả Hân ngay lập tức lạnh xuống.
giá 5 tỷ là quá cao. Dù cô có bỏ ra 5 tỷ để mua mảnh đất này, nhưng sau đó vẫn phải đổ tiền đầu tư thêm. Đây quả là một cái hố không đáy, mà tình hình hiện tại của tập đoàn hoàn toàn không có nhiều tiền đến thế. Nghĩ đến đây, Lý Khả Hân bất lực thở dài. Có lẽ chỉ đành bỏ cuộc. Thẩm Trạch với vẻ mặt đầy kiêu ngạo quay sang nhìn Lý Khả Hân. Lý tổng sao không ra giá nữa vậy? Một mình tôi nói thì sẽ rất cô đơn đấy. Hãy cùng tôi hô giá thêm chút nữa đi. Haha, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, 5 tỷ rưỡi. Thẩm Trạch quay phát người lại, cười lạnh nói, Nghiêm Tuyết, cô cũng muốn tranh với tôi sao? Tôi sẽ không nhường cô đâu. Nghiêm Tuyết khinh bỉ đáp, tôi không cần anh nhường. Ai giỏi hơn người đó thắng. Thẩm Trạch cũng không để tâm, đùa cợt nói, cô đồng hành cùng tôi cũng tốt, dù sao cũng không để nỗi cô đơn. Sau đó anh ta đưa ra mức giá của mình, 5 tỷ 600 triệu. Nghe vậy, Nghiêm Tuyết cau mày. Sau một lúc im lặng, cô nhìn sang Lý Khả Hân, hiện tại trong tay cô còn bao nhiêu tiền? Đôi mắt Lý Khả Hân lóe lên tia sáng, cô định hợp tác mua mảnh đất này sao? Nghiêm Tuyết gật đầu, đúng vậy. Dựa vào chuôi vốn của hai nhà chúng ta hiện nay, đánh riêng lẻ không thể nào đấu lại nhà họ Thẩm. Chỉ bằng hợp tác một phen, Lý Khả Hân suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, hợp tác cũng được, nhưng rủi ro mỗi người tự chịu, không vấn đề gì. Nghiêm Tuyết không chút do dự đồng ý ngay. Cô cũng có suy nghĩ tương tự, dù Lý Khả Hân không nói, chút nữa cô cũng sẽ tự đề xuất. Bên cạnh, Phương Đằng vốn dĩ đang vui mừng vì Lý Khả Hân từ bỏ mảnh đất này. Ai ngờ nửa chừng lại xuất hiện Nghiêm Tuyết. Anh ta đành lên tiếng tiếp tục khuyên, Khả Hân, hay là thôi đi. Hợp tác rủi ro lớn quá, mảnh đất này cũng không nhất thiết phải dành cho bằng được. Nghiêm Tuyết tò mò hỏi, đây là ai? Nghe vậy, Phương Đằng tức đến mức suýt chút nữa chửi thề, Nghiêm Tuyết lại không biết mình. Tôi là người có công ty ở nước ngoài, dù trước khi ra nước ngoài, ở trong nước tôi cũng có chút tiếng tăm. Sao một người đẹp như Nghiêm Tuyết lại không biết đến tôi được? Lý Khả Hân đành giới thiệu, anh ấy tên là Vương Đằng. Là bạn tôi. Hóa ra anh ta là tên cận bã năm xưa đã bỏ rơi cô à? Sao anh ta còn mặt mũi quay về? Nghe nói cô còn ly hôn vì tên cận bã này. Mặt Vương Đằng tái xanh, không nhịn được mà lên tiếng, Nghiêm Tuyết. Nghiêm Tuyết nhìn Vương Đằng với vẻ khinh bỉ ý trên mặt chữ đấy. Loại người cận bã như anh, tôi khinh nhất. Năm đó khi Lý Khả Hân bị bệnh, anh lại tránh xa thật xa. Bây giờ cô ấy khỏi bệnh rồi, anh lại hí hửng chạy đến trước mặt cô ấy. Còn khuyến khích cô ấy ly hôn đúng không? Vương Đằng lo lắng Lý Khả Hân sẽ nhớ lại chuyện cũ. Vội vàng giải thích, tôi có nỗi khổ riêng. Nghiêm Tuyết hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói gì nữa? Nhưng bị Lý Khả Hân ngắt lời, Nghiêm Tuyết, đủ rồi. Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu xen vào. Nghiêm Tuyết cười, cũng đúng. Tôi quả là lo chuyện bao đồng. Tiếp tục ra giá đi, 8 tỷ. Lúc này, mặt của Thẩm Trạch vô cùng khó coi. Anh nghiến răng hô, 10 tỷ. Tiền của ai cũng không phải do giò cuốn đến. Khi hai nhà kia hợp lực, anh phải tốn thêm vài tỷ một cách vô ích. Nghiêm Tuyết và Lý Khả Hân nhìn nhau. Kiều Kiều thở dài, giá cao quá rồi. Cuối cùng, họ quyết định từ bỏ đầu giá, không ai tiếp tục ra giá nữa. Vì vậy, người cầm búa nói, 10 tỷ, lần 1. 10 tỷ, lần 2, còn ai muốn tiếp tục trả giá không? Thẩm Trạch mỉm cười đứng dậy, mặc dù tốn thêm vài tỷ, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn đạt được. Giờ đây, anh đang lên kế hoạch đi đâu để ăn mừng một chút. Trong hội trường, một số người có quan hệ tốt với gia đình Thẩm đã bắt đầu đến chúc mừng Thẩm Đại Thiếu. Chúc mừng Thẩm Đại Thiếu, gia đình Thẩm của thực là doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh Giang Nam. Thẩm Nhất nói có thể lấy được thì lấy đi. Đối mặt với những lời nịnh nọt xung quanh, Thẩm Trạch cảm thấy hơi lâng lâng, cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ gia đình Thẩm. Tôi đã sắp xếp chỗ ngồi rồi. Một lát nữa cùng nhau uống một ly. Người đầu ra thấy vậy cũng hô lên, 10 tỷ, 3 lần, thành công, đợi chút. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Lúc này, khuôn mặt của Thẩm Trạch đến người giàu nhất tỉnh Giang Nam đến lập tức cứng đờ. Hành động báo giá vào giây cuối cùng này vô tình tát vào mặt anh. Mọi người cũng đồng loạt hoảng sợ nhìn về phía hàng ghế đầu mà anh đang đứng. Đó là 15 tỷ đấy, đủ để mua vài tòa nhà rồi. Nhưng điều khiến họ càng ngạc nhiên hơn là người báo giá lại vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ xuất hiện ở Giang Nam. Thẩm Trạch tức giận, không quan tâm bạn là ai. Nếu dám đối đầu với tôi thì chỉ có con đường chết. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng anh lại không có cách nào. Dù sao thì giá 15 tỷ cũng quá cao, đã vượt qua giá dự đoán cao nhất của anh. Anh chỉ có thể chọn từ bỏ. Chiếc búa trong tay người đầu giá bất ngờ hạ xuống, chúc mừng vị ông này đã thành công mua lại với giá 15 tỷ. Nghiêm Tuyết nhận ra anh, cô quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Khả Hân. Đây không phải là chồng cũ của cô sao? Ánh mắt của cô nhìn Lý Khả Hân dần dần từ sự sắc, chuyển thành chế giễu. Bỏ rơi một người dám công khai chê bai gia đình Thẩm, cô lại chọn một gã chỉ biết tiêu tiền. Lý Khả Hân chắc chắn bị cửa đập vào đầu rồi.
Lý Khả Hân nhăn mặt lắc đầu phản bác. Anh ấy không phải chồng cũ của tôi. Cô không muốn giải thích gì, cũng không biết giải thích thế nào. Dưới sự chú ý của đông đảo mọi người, tôi đứng lên trên bục đấu giá, cầm mugger dâu lên và nói, các vị, tôi tin chắc rằng các bạn rất tò mò về danh tính của tôi. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Diệp Tiền, người vùng Kinh Đô. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Gia đình Diệp ở Kinh Đô, liệu có phải nghe thấy phần giới thiệu của tôi không? Dưới khán đài, mọi người bắt đầu đoán mò trong lòng, nhưng họ lại không dám tin. Gia tộc Diệp ở Kinh Đô thật sự là những ông lớn, làm sao có thể xuất hiện ở nơi nhỏ bé như Giang Hải? Tôi mỉm cười một tiếng, chắc hẳn mọi người đã đoán ra rồi, không sai. Tôi chính là người của gia tộc Diệp, lần này đến Giang Hải chỉ có một mục đích. Tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết, gia tộc Diệp dự định đầu tư 30 tỷ ở Giang Hải. Vì vậy, nếu sau này có dự án tốt nào hoặc muốn hợp tác với gia tộc Diệp, các bạn luôn được chào đón. Vân Ngôn toàn trường tiếp nhận 300 tỷ. Dù không ăn được thịt, uống một ngụm canh cũng đủ rồi. Nhớ tới đây, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm. Vương Đằng tròn mắt như đồng tiền, tốt tốt tốt. Dù thế nào tôi cũng nhất định phải có được thương vụ này. Chỉ cần có thể hợp tác với anh ấy, thì cho dù phải gọi anh ấy là cha cũng được. Ở bên cạnh, Lý Khả Hân cũng vô cùng choáng váng. Anh ấy thật sự là người trong gia tộc Diệp ở Kinh Đô. Thật đáng tiếc, nếu anh ấy là Dạ Mộ thì sẽ tốt biết bao. Ban đầu sắp phát điên, nhưng Thẩm Trạch ngay lập tức như một cuộc bóng xẹp hơi. Đùa một chút, mặc dù gia tộc Thẩm ở Giang Nam có thể làm mưa làm gió, nhưng người Kinh Đô vẫn có thể một tay đánh bại họ. Môi dần dần cong lên, trong ánh mắt dần dần có ánh sáng.